Hello, Hậu xin đăng quang chào đón quý vị đã trở lại với kênh Chú Cuội Vlog 2. Kính thưa quý vị, cách đây 4 tuần thì Hậu có đồng hành với một người em trai đi xuống dưới lại huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng. Thì đến gia đình của anh Nguyễn Văn Thiên cũng như là chị Nguyễn Thị Úc. Thì gia đình của anh chị có hai đứa con gái, nhưng mà cái đứa lớn thì nó bị cây anten ngã vào đầu bởi hộp sọ. Thì trong 4 tuần trước Hậu có chia sẻ cái đoạn video đó thì cũng được một số quý vị khán giả xem. Nhưng mà đặc biệt ở trong đó thì có chị Ánh là ở Sài Gòn, chị đó cũng có làm kênh YouTube này các bạn. Thì chị có xem qua cái kênh của Hậu, thấy được cái đoạn video đó Hậu chia sẻ lên, thì chị cũng đồng cảm cũng như là trải lòng với gia đình. Thì chị có gửi cho bé 1 triệu đồng, nhưng mà trong cái dịp Tết này đúng ra là Hậu phải đi Sóc Trăng trao cái số tiền đó lại cho gia đình. Nhưng mà cận Tết quá thì hôm nay là 27 Tết rồi, thì tiện vọng của mình công việc nó cũng rất là bận rộn các bạn, cho nên là mình cũng xin phép chị Ánh cũng như là gia đình cho Hậu chuyển cái số tiền 1 triệu đồng này đến cho gia đình của bé trong dịp Tết này. Anh Thiên á không có xài ATM thẻ đó, tài khoản á, cho nên là Hậu buộc lòng phải chuyển qua bưu điện. Thì hôm nay là ngày 27, Hậu cũng chuyển cái số tiền đó cho gia đình để cho bé có tiền mua sắm quần áo Tết cũng như là phụ giúp cho gia đình một số tiền nhỏ nhỏ ha. Thì sẵn đây Hậu cũng xin được phép mượn lời của gia đình của anh chị Úc như là anh Thiên, xin chân thành cảm ơn tấm lòng tốt của chị Ánh rất là nhiều, đã trải lòng cũng như là ủng hộ cho bé 1 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Thì Hậu xin chúc cho chị năm mới này ha, mọi điều tốt lành, mỗi ngày được an lành hạnh phúc, đặc biệt là công việc của chị trong năm mới này mọi điều nó được suôn sẻ ha. Chân thành cảm ơn chị, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Bây giờ Hậu mời tất cả quý vị chúng ta cùng đi theo chân mình để đến bưu điện gửi số tiền 1 triệu đồng đó cho gia đình của bé Vi. Ok, bây giờ Hậu đang có mặt tại bưu điện xã Mỹ Lộc của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mình vào đây mình sẽ chuyển cái số tiền 1 triệu đó cho gia đình của bé Vi nghe quý vị. Anh ơi, vui lòng cho mình chuyển cái số tiền 1 triệu đồng đến huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng á, theo địa chỉ này giùm mình ha. 1 triệu đồng. Rồi để mình điện cho dưới nè. Dạ, cảm ơn bạn nha.